Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Như Khải em ơi. Như Khải chúc em xem video vui vẻ em ơi. Ở làm video này thì Khải nhiều em hỏi xem sơ đồ của Tâm Thánh đó. Thì Khải soi cho em xem sơ đồ anh Tâm Thánh nha. Hôm nay thì được tống kim top 1 và 315 mạng, nó chém quá là khờ luôn em ạ. Đây cho em xem sơ đồ của Tâm Thánh nha. Đây. Tại này thì như Khải biết thì hiện này anh đang có 6 kỹ năng năm. Và 6 kỹ năng thì ở ngoài thì đã được 150 tốc độ đánh. Thì nó ở ngoài nó đạt được 126 tốc. Và tống kim này thì chưa đạt được 201. Tại vì nó thiếu cái đao hồng kim môn phái mới đạt được nè. Đao này chưa đạt được nha mọi người. Đao hồng kim môn phái tốc 31 là đó. Rồi cho anh em xem chút đồ nha. Đầu tiên là cái đao tốc 30. Đây nè. Đây nè. Đao này thấy chưa. Tốc 30. Sát thương 44, 100 và 25. Và sát thương 83 điểm. Cái này thì đao này của anh AKK nè. Đao này anh AKK á. Đao 6 dòng á. Đây mắt hồng to đẹp luôn nè. Đó pin chưa. Rồi sát thương 100% luôn nè. Rồi hiện tại đang sở hữu một gia truyền nô 1 luôn, kháng cả 19 thổ. Đó, quá bành, quá bình luôn. Và một cái nón kháng độc 25 sinh lục lực. Đang đi kèm với đôi giày thì tóc chống 40 kháng hỏa. Thì cái vũ khí này kim, cái nón kim này kích được đôi giày như nè. Và đang sở hữu một cái nhẫn 2540 cũng là No 1 server luôn. Và cái nhẫn này cũng của anh AKK đưa cho xài luôn. Nói chung là ban mình đa số đồ này nọ, nếu mà dư thì anh AK sẽ nhường cho anh em trong ban xài nè, chứ anh không bán. Rồi cái vấn đề quan trọng tiếp theo đó là một cái đao, một cái áo con lông đao phục hồi 45. Rất tiếc chưa được 47, chứ 47 thì đẹp nữa nè. Và con lông đao pháp 3 cấp, thiên thần chậm 1 cấp. Nói chung áo này thì chỉ kích được 2 dòng á, dòng cưới chưa kích được. Áo này thì anh mua như là hơn 2 triệu hơn. Không hai chiều áo này. Một tay mọc kháng lôi 30. Và đai lưng phòng thủ 24 540. Cũng gọn là dạng mất pin này. Rồi tiếp tục đây một món khá là đẹp. Vừa mở móc và tạo 4k ra. Khi em có một cấp. Đó. Khi em có một cấp. Và hiện tại ạc này thì theo Khải biết thì đó. Anh em có thể nói rồi. Một cấp từ mặt nạ này. Và một cấp từ nhẫn này. Hai cấp này. Và một cấp từ phi văn là 3 cấp. Và hai cấp từ càng khôn là 5 cấp. Và một cấp từ dòng băng hỏi nữa nè. Thì này đang được 6 cấp nha mọi người. Tiên phong nữa là một cấp là 6 cấp. Đó, nói chung là con lô này 6 cấp. Nói chung là quá khủng nè. Nên thấy không? Đánh một trận giao tranh cùng băng hỏi đánh đi theo băng á. Mà đã chém được cỡ này thì nếu đi lẻ anh chém còn hơn nữa. Đi lẻ mà dạng như chỗ nào anh nên giao tranh thì anh đánh càng hơn nữa thôi. Nên thấy ghê chưa? Chung là con lô đao mà tầm này với 6 cấp đặt móc 126 bên ngoài. Và bên trong thì chỉ thiếu một tóc mà thôi. Là đặt 201 nè, thiếu một tóc mà thôi. Cái này thì mang vào được kích cái nhẫn rồi nè. Chứ không có kích được gì hết nha. Mà ngay thủy vào là cất cái nhẫn rồi. Rồi chung thì anh em xem video này thì đừng quên để lại cho anh Tâm Thánh một like chia sẻ chơi nữa mày. Chung là những cái video sau đồ này thì tầm này thì Khải hạn chế soi. Tại vì đồ đặt ở server Khải thì server này thì anh em cũng xem nhiều rồi. Và anh em thích soi đồ cao thủ nào thì comment Khải sẽ soi tiếp nha nè. Đó cho anh em xem lại một lần cuối cùng. Áo kim môn phái, nhẫn kỹ năng 1 cấp, gia truyền kháng cả 19, đao, nón, bao tay. Đỡ mà nói giá thì hơi là khủng đó nè. Nói chung là giá thì vô đói này. Nói chung gia truyền này hồi xưa anh mua, là hơn 3.5 triệu. Giai đoạn gần đây thì mua 3.5 triệu, cách đây hơn tháng rưỡi rồi mới mua lại thôi 3.5 triệu. Nhẫn này thì đầu server mua 3.5 triệu, áo này thì mua hơn 2 triệu, cái đao này thì mua phôi hết 1 triệu rồi, ép hơn 1 triệu mấy nữa thì cái đao này cũng gần 3 triệu. Nón này thì vài kim, bao tay này cũng vài trăm xu. Đai lưng này thì hồi mới ép thì nó khoảng tốn gần 2 triệu. Tầm này thì rẻ rồi, tầm này thì tên rẻ này. Giày này thì vài kim. Nói chung thì tổng sức đồ này kèm phi dân này phải trên dưới 20 triệu đó nè. Trên 20 triệu là ngay chắc anh nè. Phi dân này thì hồi anh mua là đã 3 triệu rồi, 2 triệu mấy 3 triệu rồi. Rồi, anh em nhớ cho một like chia sẻ nha.